Hello, chị các bạn nha. Đây là một cái gốc cây sầu riêng và có một cái nhông nhỏ đang bám đấy. Đó, u bám. Đó, nó phát hiện ra sự có mặt của mình. Đó, nó trèo cây rồi. Trèo lên cây rồi. Giờ nó sẽ hấp. Đó, nó đúc mình rồi. Nhưng mà đó các bạn có thể thấy nó này đó. Các bạn thấy nó chứ đấy. Rất là rõ nha các bạn đó. Rồi nó trèo lên cây, trèo lên cây như thế rồi. Đó, nó trèo đây đó. Chạy ná rồi, để quay nó nào. Đó. Cần hơn nào. Nhảy bắt chưa. Nhảy xuống đất rồi các bạn. Đây nha các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Nó đây rồi. Đó. Mất tiêu.